Rồi chào cả nhà, mình đang ở sân bay Manchester. Đây là Terminal 2. Khúc này như là khúc mới. Còn khoảng một tiếng nữa là mình lên máy bay. Khúc sân bay Manchester, cái bên phía này thấy nó đẹp hơn cái sân bay cũ, mới hơn. Đây bé Quỳnh đang hớn hở chuẩn bị về thăm gia đình. Chuyến đi chùa của bé Quỳnh nữa. Chuyến này là tôi đài thọ hết mọi thứ. Đây, đã được lên máy bay rồi. Ấn Độ nó la ôm sòm hết trên này, chịu không nổi luôn. Ngồi gần Ấn Độ nó hôi mà nó la ồn nào. Mấy người Tây lắc đầu luôn. Đây là số ghế của vợ chồng tôi đây, 34G, 34F. Chỉ ngồi chứ bấm bày đặt chứ bấm nữa kìa. Chuẩn bị đi qua Doha. Đây các bạn muốn biết trên máy bay ăn cái gì đây nè. Bắp, cô này là cà ri của Thái, sô-cô-la, bánh gì đó tùm la hết. Còn tôi thì tôi ăn bò kho của người Tây. Nhưng mà ăn gần xong mà mới quay. Nhưng mà ly rượu là chính, lúc nào cũng 2 ly rượu hết. 4 ly rồi. Nãy giờ là 4 ly rồi. Vợ tôi nó sợ luôn, nó sợ tôi bị gì đó, bị say rồi khô nước ở trên máy bay. Đó, quý vị muốn biết là chỉ nhiêu gì thôi. Mọi người đang ăn đây, ai cũng ăn, ăn xong rồi bảo đảm sẽ xếp hàng đi toilet. Ồ, chị này ăn thấy ngon quá ha. Đó, ngon ghê chưa. Bắp này giống như bò kho kiểu Việt Nam vậy á. Còn cái này đồ Thái nè, đó Thái cà ri nè, đó ăn ghê lắm. Tại cái mấy cái đồ này đồ chùa phải không, cho nên là vợ chồng tôi thích đi ăn đồ chùa. Transit ở đâu hả? Chuyến bay ở Doha chuẩn bị đón một chuyến nữa về Việt Nam, tới thành phố Sài Gòn chứ không phải thành phố Hồ Chí Minh. Lớn quá. Lớn. Ở đây Việt Nam không? Đó, thấy không? Thấy không? Đây là Hồ Kiều. Đây là mấy con cháu của Hồ Kiều. Đây, hai vợ chồng đã tới Dubai. Đâu Hà chứ không phải Dubai. Sorry. Đó, đi du lịch.
chùa gì thôi. Quay xung quanh này đó, quay thấy chưa, nhức đầu chưa. Rồi tôi đây ngủ đi đi chơi thôi chứ không có gì hết, tướng tá mang vé rồi vậy thôi. Như buổi đời đi đời thôi, ở trong cái chùa thì phải đi vậy thôi chứ không có mặc đồ sang cả. Đây nghe vô phòng hút thuốc. Phòng hút thuốc ở đâu hàng gì thôi. Vô thử.